khám phá sự linh hoạt và tiện ích không ngờ của cửa xếp nhựa khổ lớn từ cửa xếp nhựa Đài Loan, Lê Hùng Bắc Ninh giải pháp thông minh cho không gian của bạn. Đa dạng kích thước và màu sắc, tự do sáng tạo không gian lý tưởng với cửa xếp nhựa với nhiều kích thước khác nhau để chọn lựa. Rộng từ 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, thậm chí lên đến 1.5m, 2m và 3m. Chiều cao linh hoạt từ 2m đến 2.5m. Cửa xếp nhựa Đài Loan, Lê Hùng Bắc Ninh, sản xuất theo yêu cầu. Chúng tôi tự hào cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc và tính năng đều được tùy chỉnh để đáp ứng đúng nhu cầu của bạn. Ngoài ra, sự đa dạng trong màu sắc từ màu trắng vân gỗ đến các tùy chọn màu sắc khác giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh để phản ánh phong cách và cá nhân hóa không gian của bạn. Tính năng tiện lợi, cửa xếp nhựa khổ lớn không chỉ là giải pháp để chia nhỏ không gian mà còn là sự thông minh với khả năng kéo ra và xếp gọn lại vào bên tường. Tay nắm thuận tiện giúp bạn tận dụng mọi khoảnh khắc để tạo vách ngăn chia phòng hoặc mở rộng không gian một cách thoải mái. Tính năng tiện lợi, cửa xếp nhựa khổ lớn không chỉ là sự chia nhỏ, không gian mà còn là giải pháp thông minh khi có khả năng kéo ra và xếp gọn lại vào bên tường. Với tay nắm thuận tiện, bạn có thể tận dụng mọi khoảnh khắc để tạo ra vách ngăn chia phòng hoặc mở rộng không gian một cách thoải mái. Giá thành hợp lý. Với giá cả hợp lý, cửa xếp nhựa khổ lớn của cửa Lê Hùng không chỉ là giải pháp hiệu quả mà còn là sự đầu tư thông minh cho không gian sống và làm việc của bạn. Hãy trải nghiệm sự thuận tiện và phong cách với cửa xếp nhựa khổ lớn, sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian. Giá rẻ, mua buôn và bán lẻ tổng kho sản xuất chính hãng. Bạn đang tìm kiếm nguồn cung cấp đáng tin cậy với giá gốc từ nhà sản xuất cho kinh doanh bán buôn và bán lẻ. Hãy đến với chúng tôi, tổng kho sản xuất chuyên cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý, phục vụ cả nhu cầu lớn và nhỏ. Giá gốc, chất lượng không đổi. Mua sắm giá gốc từ nhà sản xuất, chúng tôi tự hào là đối tác trực tiếp với các nhà sản xuất, giúp bạn mua sắm với giá gốc, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận. Chất lượng chính hãng, tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đến từ các nhà sản xuất uy tín, đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy. Bảng giá cạnh tranh, chúng tôi cam kết cung cấp bảng giá cạnh tranh nhất, giúp bạn duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Bán buôn lợi nhuận tăng cao. Ưu đãi đặc biệt cho đơn hàng lớn. Đối với khách hàng mua buôn, chúng tôi mang đến những ưu đãi và chiết khấu đặc biệt, giúp tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn. Dịch vụ hỗ trợ đắc lực, đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với mọi nhu cầu, từ đặt hàng đến vấn đề kỹ thuật. Bán lẻ mua sắm tiện lợi. Đa dạng sản phẩm, chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm đa dạng, phục vụ cho cả nhu cầu bán lẻ. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ bạn cần trong một địa điểm. Đặt hàng trực tuyến đơn giản, với hệ thống đặt hàng trực tuyến tiện lợi, quy trình mua sắm của bạn sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá tốt nhất. Chúng tôi tin rằng, việc cung cấp sản phẩm với giá trực tiếp từ nhà sản xuất không chỉ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mà còn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất. Địa chỉ mua trực tiếp, cửa hàng 65 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Liên hệ Lê Hùng 0936144646, mua qua Zalo 0936144646. Sản phẩm đa dạng sử dụng, trải nghiệm tính linh hoạt tuyệt vời của cửa xếp nhựa tại nhiều địa điểm. Cửa xếp nhựa không chỉ dùng làm cửa nhà vệ sinh mà còn có tác dụng ngăn phòng, ngăn khu vực để xe. Ưu điểm của loại cửa xếp nhựa này là giá rẻ. Cửa xếp nhựa có nhiều kích thước khác nhau, ngăn chia phòng trong nhà ở và nhà trọ, phân khu vực làm việc trong văn phòng, ngăn chia không gian trong xưởng sản xuất, che chắn không gian bán hàng và showroom, tạo không gian riêng tư trong khách sạn và căn hộ dịch vụ. Cửa xếp nhựa nhà vệ sinh có giá phù hợp với nhà trọ thuê và còn được sử dụng làm vách ngăn cho nhà xưởng, văn phòng, điều hòa, nhà kho và vệ sinh. Các kích thước lớn của cửa xếp nhựa đã chứng minh độ hiệu quả tại nhiều nhà máy ở Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. An toàn và tin cậy, cửa xếp nhựa khổ lớn được thiết kế với tính năng khóa cài, đảm bảo an toàn khi cần thiết. Mặc dù không phải là giải pháp chống trộm, nhưng chúng đặt sự an tâm của bạn lên hàng đầu. Khả năng tùy chọn, không chỉ là vách ngăn, cửa xếp nhựa còn có thể được tùy chọn với ô kính trang trí, tạo điểm nhấn thú vị cho không gian của bạn. Khả năng xếp gọn lại mang lại sự linh hoạt cho không gian sử dụng, giúp thay đổi cấu trúc phòng mà không cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Cửa xếp nhà vệ sinh có mức giá rẻ phù hợp nhà trọ, nhà cho thuê, dùng làm vách ngăn nhà xưởng, vách ngăn văn phòng, vách ngăn điều hòa, vách ngăn nhà kho, vách ngăn vệ sinh. Cửa xếp nhựa khổ lớn đã chứng minh được công dụng khi có mặt ở nhiều nhà máy của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Cửa xếp nhựa Đài Loan, Lê Hùng Bắc Ninh sản xuất theo yêu cầu. Chúng tôi tự hào cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Kích thước, màu sắc và tính năng đều được tùy chỉnh để đáp ứng đúng nhu cầu của bạn. Cửa xếp nhựa khổ lớn dùng vị trí nào? Cửa xếp nhựa được ưu tiên sử dụng cho các vị trí có diện tích lớn muốn chia nhỏ để sử dụng điều hòa hoặc ngăn phòng nhưng đôi khi vẫn muốn dày gọn vào để tạo sự thông thoáng cho không gian hoặc vị trí sử dụng. Lúc nào cần thì kéo ra thành vách để phần chia phòng, nhưng khi không sử dụng thì đẩy gọn vào một bên giúp bạn có không gian rộng để dùng.
cụ thể được sử dụng nhiều ở các vị trí như ngăn phòng khách và phòng bếp để dùng điều hòa hay để việc nấu nướng ít bị ảnh hưởng khi nhà có khách xa đến chơi. Ngăn phòng khách và phòng ngủ với những nhà có diện tích nhỏ hẹp. Ngăn khu vực nấu nướng và khu vực làm việc của văn phòng, công ty. Ngăn chia phân tách khu vực xưởng, kho để đồ. Che chắn vị trí để đồ, kho hàng cho cửa hàng, khách sạn. Ngăn khu vực cầu thang liên tầng để dùng điều hòa. Ngăn khu vực gác xếp, dùng cho trường hợp trong phân chia khu vực nghỉ trưa của giáo viên đảm bảo sự riêng tư. Ngoài ra, loại vách ngăn nhựa xếp được sử dụng nhiều ở các vị trí khác nhau mà chúng tôi không nêu ở trên, nhưng mục đích chính vẫn là ngăn chia phòng hay che chắn vị trí nào đó, và khi nào cần thiết thì đẩy gọn vào một bên để thuận tiện khi sử dụng không gian lớn hơn, rộng hơn. Sản xuất bán buôn và bán lẻ lớn nhất miền Bắc, chúng tôi là địa chỉ uy tín và lớn nhất miền Bắc cho cả bán buôn và bán lẻ. Với khả năng sản xuất hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tối ưu cho không gian của bạn. Nhận sản xuất cửa nhựa xếp theo kích thước yêu cầu của khách hàng. Dưới đây là chi tiết kích thước tối đa có thể sản xuất được. Xin quý khách hàng lưu ý để lựa chọn màu cho phù hợp. Giá thành hợp lý. Với giá cả hợp lý, cửa xếp nhựa khổ lớn của cửa Lê Hùng không chỉ là giải pháp hiệu quả mà còn là sự đầu tư thông minh cho không gian sống và làm việc của bạn. Hãy trải nghiệm sự thuận tiện và phong cách với cửa xếp nhựa khổ lớn, sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian. Bạn đang tìm kiếm giải pháp vững vàng với chi phí hợp lý cho cửa xếp nhựa? Hãy đến với chúng tôi, cửa xếp nhựa Lê Hùng Bắc Ninh, nơi bạn không chỉ có cơ hội mua buôn với giá ưu đãi mà còn được trải nghiệm sự tiện lợi khi mua lẻ từ tổng kho sản xuất với giá gốc. Giá gốc uy tín tiết kiệm. Giá gốc từ nhà sản xuất, chúng tôi tự hào là đơn vị sản xuất hàng đầu, giúp giảm giá thành và mang lại giá gốc cho khách hàng. Không có lớp trung gian, không chi phí phát sinh không cần thiết. Ưu đãi hấp dẫn cho bán buôn, nếu bạn là đối tác bán buôn, hãy tận hưởng ưu đãi đặc biệt từ chúng tôi. Số lượng lớn, giá cực kỳ ưu đãi điều chúng tôi cam kết mang lại cho bạn. Mua lẻ từ tổng kho tiện lợi và tiết kiệm thời gian với tổng kho lớn tại địa chỉ của chúng tôi. Quý khách hàng có thể mua lẻ ngay tại nơi sản xuất, giảm thiểu chi phí vận chuyển và tiết kiệm thời gian. Danh mục sản phẩm đa dạng. Cửa xếp nhựa nhiều mẫu mã. Chúng tôi cung cấp nhiều loại cửa xếp nhựa với đa dạng mẫu mã, từ cửa xếp thông thoáng đến cửa xếp mang tính thẩm mỹ cao. Kích thước phong phú đáp ứng mọi yêu cầu. Không gian của bạn càng lớn, chúng tôi càng đáp ứng mọi yêu cầu với các kích thước từ nhỏ đến lớn. Địa chỉ mua trực tiếp: cửa hàng 65 Nguyễn Văn Cử, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Để liên hệ: Lê Hùng 0936144646, mua qua Zalo 0936144646. Giá thành hợp lý. Với giá cả hợp lý, cửa xếp nhựa khổ lớn của cửa Lê Hùng không chỉ là giải pháp hiệu quả mà còn là sự đầu tư thông minh cho không gian sống và làm việc của bạn. Hãy trải nghiệm sự thuận tiện và phong cách với cửa xếp nhựa khổ lớn, sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian. Cửa xếp nhựa Lê Hùng Bắc Ninh, hoàn hảo cho quy mô lớn. Bạn đang tìm kiếm giải pháp cửa xếp nhựa không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn linh hoạt và chắc chắn đối với quy mô lớn. Hãy kết nối với chúng tôi tại cửa xếp nhựa Lê Hùng Bắc Ninh, đối tác tin cậy cho mọi dự án lớn tại miền Bắc. Dẫn đầu trong quy mô và hiệu suất. Sản xuất đa nguyên duy nhất. Với quy mô sản xuất lớn nhất miền Bắc, chúng tôi tự hào là đơn vị duy nhất cung cấp cửa xếp nhựa với chất lượng và số lượng đảm bảo cho các dự án lớn. Khám phá cơ hội tuyệt vời với giá rẻ tại tổng kho sản xuất của chúng tôi. Bạn đang tìm kiếm giải pháp để mua sắm hiệu quả với giá cả hợp lý, ưu đãi bán buôn và bán lẻ. Hãy đặt bước chân đến tổng kho sản xuất của chúng tôi, nơi mang đến cho bạn cơ hội độc đáo để sở hữu sản phẩm chất lượng với giá gốc từ nhà sản xuất. Giá gốc, chất lượng đỉnh cao. Mua sắm với giá gốc nhà sản xuất, chúng tôi tự hào là đối tác trực tiếp với các nhà sản xuất, giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm với giá gốc, không qua trung gian, giúp bạn tiết kiệm đáng kể. Chất lượng đảm bảo, mặc dù giá cả rẻ, nhưng chất lượng sản phẩm không bao giờ là mất đi. Tất cả sản phẩm tại tổng kho sản xuất của chúng tôi đều được kiểm định và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Bán buôn và bán lẻ, hệ thống đa dạng. Ưu đãi đặc biệt cho đơn hàng lớn. Đối với khách hàng bán buôn, chúng tôi mang đến những ưu đãi đặc biệt và giảm giá hấp dẫn cho các đơn hàng có quy mô lớn. Mua sắm nhanh chóng và tiện lợi. Cho những ai muốn mua ít, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ bán lẻ với đa dạng sản phẩm, giúp bạn mua sắm nhanh chóng và tiện lợi. Giao hàng nhanh chóng toàn quốc. Chúng tôi cam kết giao hàng nhanh chóng và an toàn đến tay khách hàng trên toàn quốc. Đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp của chúng tôi đảm bảo sản phẩm đến tay bạn một cách an toàn và nhanh chóng. Liên hệ ngay để tận hưởng ưu đãi tốt nhất. Tổng kho sản xuất, nơi hội tụ giá rẻ và chất lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Liên hệ ngay để nhận báo giá và thông tin chi tiết hơn. Địa chỉ mua trực tiếp: cửa hàng 65 Nguyễn Văn Cử, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Liên hệ: Lê Hùng 0936144646, mua qua Zalo 0936144646. Bạn xem video này, nếu xem thấy hay
bạn ấn vào nút like, nút đăng ký kênh và rất mong các bạn chia sẻ video hữu ích này cho nhiều người. Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Lê Hùng, tôi xin gửi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. Và muốn bổ sung thêm sản phẩm nào nữa thì hãy comment ở phần bên dưới để tham khảo giá bán của các sản phẩm này. Link thì mình sẽ đặt ngay ở dưới phần mô tả của video. Hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ tụi mình để có động lực làm video đem đến cho các anh em những sản phẩm chất lượng cao trong tương lai nhé.